Hello, chào tất cả em. Trên tay mình hiện tại đang là một cái bộ combo rất là đắt tiền của anh khách đã đặt của bên mình nhé. Anh có thể thấy đây là cái Samsung Galaxy Tab S6 nha. Thì cái con này với cả cái bao da này, em có thể nhìn thấy cái bao da này. Đấy, bao da này. Nguyên hai con này đã hơn 16 triệu rồi anh em nhé. Đó, Samsung Tab S6 là khoảng hơn 14 triệu và cái bao da này khoảng 2 triệu gì đấy. Khá đắt cái bao da này em ạ. Và cái con Tab S6 này, anh em thấy thì bộ combo này rất là khủng nha. Và cái D4 với cả bộ combo chơi game bằng bàn phím chuột ấy thì nó khoảng gần 1 triệu thôi, còn đắt ở cái Tab S6 cho em nhé. Còn nguyên siêu em nha. Đó, nguyên siêu luôn, anh em ơi tải nha. Nguyên siêu luôn. Con này mới xuất xưởng luôn, mới xuất xưởng của bên Samsung Việt Nam đó em nhé. Đó, rất là ok luôn. Đây là cái bộ combo chơi game trên Samsung Deck anh em nhé. Đây, bộ combo rất đắt giá đây em nhé. Nó chuột này, giá đỡ nhỏ nhỏ này thì thực ra cũng chẳng cần giá đỡ lắm. Chuột này em nhé. Đó, chuột này. D4 này. Bàn phím nhá. Đó, ok thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ đập con hộp con Tab S6 ra trước nhá. Mình quay video để cho anh khách xem luôn, tại vì anh khách có nhờ mình là đập hộp cái con này rồi mắc phím luôn cho anh khách, thì thôi mình quay video luôn cho anh khách và cho các bạn xem luôn nhé. Đây, còn Tab 6 nhé, còn nguyên siêu các bạn có thể nhìn thấy nha. Đó, nguyên siêu luôn. Đây này, nguyên siêu nguyên của bảo hành của Thái luôn. Đây, có email miếc các thứ anh em nhé. Đó, đầy đủ luôn em nhé. Con này rất là khủng luôn. Rồi. Ok nhé, thì con này là bản này nhé. Bản này có thể nắp được cả SIM anh em nhé. Đây, mình sẽ mở siêu ra anh em nhé. Ngoài mở siêu Samsung sướng lắm anh em ạ. Rồi ok. Đó. Ok, mình đã mở siêu ra rồi và mình sẽ mở ra anh em nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Ui trời. Đây nhá, con Samsung của chúng ta đây. Mới nguyên siêu luôn. Rất là ok đấy. Rồi ok, mình sẽ cạy cái này ra đi, cạy có vẻ hơi khó anh em ạ. Thôi mình sẽ dốc thế này cho dễ nhá. Đấy. Ui, ở trong là một đống phụ kiện này. Mình ấy hết ra mất rồi anh em ạ. Mất đẹp rồi. Đây là cái để thay đầu bút này. Và quay chọc SIM này. Đây có quay chọc SIM rách hướng dẫn anh em nhé. Đây, quay chọc SIM rách hướng dẫn này. Và đây là cáp sạc này. Cáp sạc thì mình cũng đã review rồi. Nó rất là cứng cáp và đẹp thì mình không lấy ra nữa. Đây, củ sạc nhé. Củ sạc này thì củ sạc chính hãng của Samsung luôn. Anh em nhìn phát biết ngay nhé. Rất là đẹp luôn. Củ sạc này có vôn là 5,5V 2A và 9V 167A gì đấy. Rồi mình sẽ để đây nhé. Rồi ok này. Và bút này, bút S Pen anh em nhé. Đó, bút S Pen luôn này, em tải nhá. Bút rất là xịn sò luôn. Ôi, tặng luôn cả bút anh em nhé. Được của nó đấy. Bút thì là phải để thế này nó mới đẹp chứ nha. Rồi ok, thì vào bên trong nó có thế thôi, nó cũng không có gì cả. Chỉ là cái con máy của chúng ta nhé. Đây, mình sẽ để đây. Sẽ để cái hộp phụ kiện này ra đây nhé. Và đây là cái bao da nhé. Bao da thì thôi mình không bóc, để về anh khách anh ấy tự bóc nhé. Đó. Thì mấy cái này bảo hành chính hãng của Samsung hết nhé. Anh em hỏng đâu mang Samsung bắt đền nha. Đây, mình sẽ để đây. Và đây là nhân vật chính của chúng ta này. Wow, anh em thấy nhá. Đây là cái còn nguyên siêu nhá. Đó, rất đẹp luôn. Mình sẽ mở ra đi. Mở ra con này chắc chắn là sẽ phải rạch ra em nhé, không thể nào mà nó cho bóc được. Anh em chắc chắn anh em phải rạch ra thì mới có thể. À đây, có cái bóc đây. Đây, có bóc đây anh em ạ. Mình tưởng này phải rạch. Ấy. Ấy. Trước là mình phải rạch cái sao ấy. Con trước của mình rạch, bây giờ Samsung họ làm thông minh hơn rồi. Đó, mình vừa chạm một chút vân tay vào rồi anh em ạ. Đây, anh em thấy nhá, đẹp chưa? Không một dấu vân tay nào luôn, đẹp thực sự luôn. Màn hình đẹp cực kỳ luôn, mỏng đẹp. Rồi ok, Samsung Galaxy Tab S6 đó, cực chất luôn. Đây game nhớ AKG nhớ, và anh em có thể đặt bút vào đây nha. Camera này đó, hai ống kính luôn. Mặt sau phiên bản này màu bạc anh em nhớ, rất đẹp luôn. Cái này để hít cái bút của chúng ta vào thế thôi. Còn đây là khe chọc SIM này. Đây, khe chọc SIM ở đâu ta? Đâu nhỉ? Khe chọc SIM đâu nhỉ? À đây, khe chọc SIM đây em nhé. Đó, anh em có thể nắp SIM hoàn toàn vào nha. Nắp SIM 3G, 4G vào luôn. Khá là rẻ luôn. Rồi, tiếng Việt này. Ok đi. Tôi đồng ý với các điều khoản trên. Tạm thời bỏ qua đi. Đó, mình sẽ tắt wifi đã. Ok, mình sẽ tắt tạm wifi em nhé. Để tí mình sẽ bật wifi sao. Đây, mảnh cái này của Google tắt bố đi cho nó đỡ ăn dùng lượng anh em ạ.
Không phải bây giờ mình sẽ để anh khách về anh ý tự thiết lập anh nhé. Quà tặng Samsung tắt đi, Smart mấy cái này tắt đi. Thực ra mấy cái này của bọn nó Samsung không cần thiết lắm em ạ. Bỏ qua đi. Bỏ qua. Rồi ok. Hoàn tất này. Đó, ok anh em nhớ, đã vào trong đây rồi. Mượt thực sự luôn, Netflix này, Xbox Wi-Fi này. Đó, ok luôn, S-Pen này. Hãy gắn S-Pen vào này, ở đây mình chưa gắn S-Pen vào này mà thôi, để lúc khác thì gắn nha. Đó, anh em thấy thì màn hình rất là đẹp luôn. Đây, thông tin máy tính bảng đây. Đó, anh em thấy xưa. SMT865 anh em nhớ, đây là phiên bản có SIM anh em nhớ. Đó, storage các thứ này, đầy đủ hết anh em nhớ. Thông tin phần mềm này hiện tại đang chạy Android 9 anh em ạ. Hiện tại đang chạy Android 9 phiên bản T865XX2ASN3. Đấy thì một cái phiên bản nó khá là cũ thì chắc là tí mình sẽ update lên Android 10 chạy cho nó mượt anh em nhé. Android 9 thì chạy nó cũng ok thôi nhưng mà nó không được mượt lắm, mình sẽ update lên Android 10 chơi cho nó ok. Thế thôi. Còn đây là cái con máy tính bảng của chúng ta nhé, và bây giờ mình sẽ tải game và kết nối với cả phụ kiện anh em nhé. Đây anh em đợi một chút thì mình sẽ tải game và kết nối phụ kiện là test cho anh em nha. Đó thì tải game nó mất khoảng mấy phút thì mình sẽ cắt tạm video mình tải game anh em nhé. Ok anh em, ở đây mình đã tải xong game PUBG Mobile rồi nhé, và mình đã check thông số bảo hành của nó anh em có thể thấy nha. Đó anh có thể thấy trên màn hình này với anh em nhìn có rõ không, thì nó mới kích hoạt ngày 29 tháng 7 nhé, và ngày hết hạn đến tận ngày 28 tháng 7 năm 2021 cơ anh em nhé. Đó, thời một thời gian bảo hành rất là lâu rồi. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cái bộ phụ kiện con này ra và mình sẽ kết nối các thứ cho anh em xem này. Đầu tiên là cái giá đỡ này, giá đỡ thì giá đỡ nhỏ nhỏ thôi. Đấy, anh em có thể mua cái những cái giá đỡ cao hơn thì nó sẽ đắt tiền hơn em nhé. Còn đây là mình hiện tại bên mình đang tặng cho khách là những cái giá đỡ kiểu nhỏ nhỏ này thôi, tại vì giá đỡ to đắt tiền lắm anh em ạ. Đó anh em có thể nhìn thấy nha. Rồi đây cái giá đỡ nhé. Và tiếp theo một cái nót chuột này, đây nót chuột đây. Thì ở đây thì thôi mình không dùng nó chuột nhé, bỏ nó chuột ra nó hơi bị vướng một chút. Và tiếp theo ở đây con D4 nhé. D4 thì bên mình bình thường là hàng về phát là bên mình đã bóc hết siêu ra và kiểm tra chất lượng cho anh em ấy, để có gì gửi đi cho nó đỡ lỗi, anh em đỡ phải chuyển đi chuyển lại em nhé. Đó bên mình thường là bóc hết ra kiểm tra và dàn tem đầy đủ hết anh em nhé. Đó đây là D4 này. Rồi và tiếp theo là một cái con chuột nhé. Con chuột này thì con chuột giá rẻ của bên mình thôi. Nếu mà đúng ra là cái Tab S6 này nó dùng cái K5 nó mới ok, nhưng mà cái K5 hiện tại bên mình đang hết mất hàng rồi em ạ, nên là anh khách này tạm cái D4. Đấy, còn bình thường thì bên mình dùng cái K5 thì nó sẽ có cổng tai nghe cảm nó ok hơn, còn dùng D4 thì vẫn nghe có cách để nghe tai nghe nhé. Đó còn cách nghe tai nghe dùng cái cục chuyển đổi này, đấy cục chuyển đổi này em thử thấy nhá. Đây dùng cái cục chuyển đổi này mình cắm tai nghe vào này, đấy nó kết nối qua Bluetooth thôi, nó cũng đơn giản lắm. Thì hiện tại còn đúng cách này dùng là ok thôi. Anh em thì hoàn toàn có thể là sử dụng những cái cách khác nhau, nhưng mà dùng được K5 thì là ok nhất. Nhưng mà K5 hết hàng thì đợi bao giờ hàng về thì mình lại báo cho anh nghỉ nhá. Anh nghỉ có đổi thì đổi nhá. Rồi và tiếp theo là cái tai nghe này. Đây, à đâu, không phải tai nghe mà tiếp theo là cái này này. Bàn phím. Bàn phím V200 anh em nhé. Đó, bàn phím rất là đẹp luôn. Rồi, đó và bây giờ kết nối thì nó cũng rất đơn giản thôi. D4 này thì anh em lấy cho mình cái cáp tai si nhé, cáp tai si của ấy nhé, cáp tai si của máy tính bảng nhé. Anh em cắm vào đầu lỗ hai lỗ đó, anh em cắm vào lỗ trên cho mình này, đó. Thế thôi. Và tiếp theo là con chuột này, đây con chuột thì anh em cắm vào lỗ dưới này. Rồi và bàn phím anh em cắm vào lỗ bên cạnh này này. Đó. Rồi ok, và tiếp theo là cái dây nguồn này, dây nguồn tai si anh em cắm vào đây là đây bốn nó sáng này mày chưa. Rồi ok luôn, sáng luôn đó. Và bây giờ anh em chỉ cần là mình sẽ để cục đây bốn này ra đằng sau nhá. Rồi và bây giờ anh em cần cắm cái này vào đây thôi này, cắm vào đây vào cái chỗ này này, lỗ này này, đó cắm vào đây cho mình. Nó kết nối khá đơn giản đúng không em, rất đơn giản thôi. Rồi ok này, và anh em sẽ mở cho mình trình duyệt web lên này, anh em sẽ search cho mình này ftmobile.net nhé. Đó, anh em sẽ tải cho mình cái file gọi là APK về để chúng ta có thể chơi được nha. Đó anh em kéo xuống này, phần mềm cần thiết cho thiết bị chơi game mobile này. Rồi anh em sẽ tải này, go vào đây cho Android cho K5 này, thì D4 vẫn sử dụng được nhé, cho K5 nhưng D4 vẫn sử dụng được. Em tải về chơi thôi này, continue này, rồi download này. Đó.
Ok, cho phép nó tải về này. Đấy, nó sẽ tải về như một ứng dụng bình thường thôi, rất đơn giản rồi anh em. Khá đơn giản. Đấy thì dây dựa anh em để gọn lại là được. Đó. Rồi, anh em đợi chiếu cho nó tải về nhé. Đấy, thì mạng nhà mình nó hơi SIDA tỷ anh em ạ. Tải về nó cũng khá là nhanh thôi. Cái màn hình do cái con này nó sử dụng màn hình đấy, nên là nó sẽ kiểu bị sọc 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 này này. Anh em nhìn qua camera mới bị thôi, còn ở ngoài thì là nó ở trong ấy thì nó sẽ không bị đâu. Anh em nhìn qua camera mới bị thôi. Còn mà anh em nhìn ở ngoài không bị đâu, ở trong camera mới bị anh em nhé. Đó, nếu mà mình tăng độ sáng lên thì là nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà nhìn nó sáng lắm ạ, nên là mình sẽ cho tối đi. Tối đi anh em nhìn cho dễ em ạ. Đó, còn màn hình nó cứ sọc sọc, màn hình là màn hình 2K nhé, tần số quét là 60Hz cũng khá ok ở trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Còn tương lai thì chắc là nó ra Tab S7 thì có thể là sẽ ngon hơn đó, nhưng mà hiện tại Tab S6 chơi cũng khá là ngon rồi. Rồi. Ok, đã tải xong đây, em cài đặt thôi. Nào anh em cài đặt như một ứng dụng bình thường thôi. Rồi anh em mở lên cho mình này. Cho phép này. Rồi cho phép này. Đây nó hiện lên như thế này rồi, anh em sẽ kệ nó thôi. Anh em rút cáp ra nhé. Nếu mà ok nhất thì anh em rút nguồn ra anh em cắm lại cho mình nha. Rồi anh em cắm lại này. Đó, ở đây nó hiện luôn luôn mở cái ứng dụng Hanzo này mà nó ok này. Kích vào luôn luôn là nó ok anh em nhé. Rồi và nó hiện lên cái giao diện như này. Em kích vào cái chữ Y này theo nó này. Và đây nó điều chỉnh thông số nhé. Thông số thì cái Tab S6 này em nên để về là 2 thì chơi nó sẽ ok nhất nhá. Đó, còn ở dưới này thì anh em nên đẩy lên 18 chơi cho nó ok nhé. Đây 18 anh em nhé. Rồi ok. Xong anh em quay lại này. Em bấm vào nút này để thêm cái game mà anh em cần chơi này, PUBG Mobile này. Ở đây anh khách yêu cầu chơi PUBG Mobile quốc tế thì mình vào PUBG Mobile quốc tế em nhé. Rồi kích vào game này, ấn vào đây. Cấp quyền. Rồi ok. Ok, cấp quyền. Rồi. Mở lên, cấp quyền này. Ở đây anh em có thể vuốt cái này xuống nhé để anh em cấp quyền cho nó nhé. Đây em để một chút này, cấp quyền này, rồi anh ấn vào tiếp vào đây đó, cấp hai quyền thôi là ok. Và chúng ta vào game nhé, và ở đây mình sẽ điều chỉnh một chút setting trong game nhé. Đây cài đặt này, graphic thì mình sẽ đấy ở đây máy của anh khách này, à máy Tab S6 này, em có thể đẩy mắt cấu hình lên nhé, đấy Extreme HDR luôn, rất là cao luôn anh em nhé, một cái cấu hình rất là cao. Và phần điều khiển anh em nên chọn cho mình ô thứ ba nhé, Classic này, bật cái này lên cho mình nhé. Rồi ok, lái xe em chọn ô giữa này, security này em nên để với 2 chơi nó sẽ ok hơn. Rồi còn scope này thì anh em bật lên cho mình này, audio này, đây mình sẽ tắt mình cái nhạc lên đi. Mic thì anh em nên để cái tầm tầm này cho mình nhé, để nó đỡ thu tiếng bàn phím chuột vào nhé. Rồi ok xong rồi, và vào phòng tập test thôi. Đấy thì anh em thấy thì đồ họa nó rất là đẹp luôn, nhìn rất là đẹp đúng không? Và ở đây anh em có thể kích vào logo này, rồi cái là logo này này đó. Ở đây thì đây là cái mắc phím mặc định của bên Hanzo nhé, thì cái mắc phím này nó chơi nó sẽ không được ok nào mấy bạn, nên là tí mình sẽ mắc phím lại cho anh khách này. Anh khách này có vẻ là mắc phím mặc định nó không được, mắc phím mặc định của anh khách ấy, chơi nó không được ok nào mọi người ạ. Đây ok, mình sẽ test cái phím mặc định của bên Hanzo cho anh em xem nhé. Đó anh em thấy thì rất là mượt mượt luôn. Ui, đồ của anh khách xịn thực sự luôn anh em ạ. Ui, đồ xịn đấy nhá. Đây bác phím mặc định nhé, mình sẽ reset lại nhé, reset lại phím đi. Đây. Rồi ok. Save lại này. Exit này. Đó. Đây cái phím mặc định này. Em có thấy nhá, khá là ngon nhé. Đó. Ui, mở muốn băng luôn anh em ạ. Đồ đẹp thực sự luôn. Đồ họa đẹp thế nhỉ? Đồ họa trong game con này thực sự là rất đỉnh luôn anh em ạ. Đồ họa đỉnh thực sự luôn. Đó thì nếu mà con này anh em mà muốn đẹp nữa, con này mà anh em muốn chơi nó kiểu như là để nó đẹp với anh em, thì anh em cần phải vào trong cái phần đây, trong cái phần cài đặt tùy chọn giá phát triển ấy. Nếu mà cái con Tab S6 này mà anh em muốn đồ họa nó đẹp hơn một chút ấy, thì em sẽ vào cho mình cái phần thông tin máy tính bảng này, thông tin phần mềm này, số liệu bản tạo, anh em sẽ bật cho mình cái chế độ tùy chọn giá phát triển lên, và anh em sẽ mở cho mình cài đặt cho nhà phát triển này. Em sẽ tìm đến cái phần mà GPU. Đấy, anh em sẽ bật cho mình lên cái GPU ấy, để chúng ta tăng cái hiệu suất hiển thị lên, bắt buộc kết xuất GPU này. Đây cái gì mà đây, bắt buộc 4x MSA này. Đó anh em bật cái này lên nhé, thì nó khi anh em chơi game ấy thì độ họa nó nhìn nó kiểu như là cái nó sẽ giảm cái tỷ lệ răng cưa của anh em xuống ấy, nhưng mà máy của anh em khỏe mới bật được, mà anh em yếu thì tốt nhất không nên bật nha. Đó, nếu mà anh em bật lên thì anh em thoát game ra vào lại rất đẹp luôn. Đó, em có thể nhìn thấy nha. Đây, muốn chơi trên con này rất là mượt luôn em nhé. Mượt thực sự luôn. Đây, chơi cực kỳ ngon luôn em nhé. Đây, phím mặc định thôi nhé. Đây, phím mặc định thì anh em thấy thì mình vẫn chưa cài cái gì. Thì tí mình sẽ
cài theo tùy biến theo cái anh khách yêu cầu nhé. Đó, đồ của anh khách thì anh em nhìn nó rất là khủng khiếp đúng không, đồ rất đẹp đúng không, nhìn cái đồ này em biết là nó như thế nào rồi, nhìn phát là biết ngay là có tiền hay không đúng không. Rồi em một bật auto 8 này, à là bây giờ là kìm tâm nhé, đây kìm tâm này em nhé, F2 auto 8 này có đầy đủ auto 8 kìm tâm nha, và anh em có thể điều chỉnh nhé. Đấy anh em có điều chỉnh nha, điều chỉnh auto 8 kìm tâm ở đây này. Đấy anh em để tí để mình xem điều chỉnh cái nút đây, auto tap kìm tâm thôi, nút ở dưới cơ, nó đề bên hand joy họ đề hai cái nút với nhau đấy, thì nút ở đây nó hơi lệch thì anh em sẽ cần phải chỉnh cho nó ok nhé. Rồi rồi ok, up nine lại thôi đó. Thì con này thì chúng ta cần mắc phím một lần duy nhất thôi, F2 này để đơn này đó, anh em thấy chưa, đơn tap này, đơn nhá, mình đang để đơn mình tap nhá, mà nó rất là ok nhá, để auto này đó, ok chưa, được của nó chưa, này rất là ngon nhá. Đó thì nếu mà cái con Tab S6 này mình theo cá nhân mình ấy, để mà hiện tại bây giờ thì chơi trên cái con Hanzo K5 này thì nó về độ mượt thì nó không 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 kiểu di chuột đấy các thứ này, nó sẽ không mượt được bằng cái con Hanzo D4 em nhé. Nhưng mà cái hiện tại con K5 này hiện tại đang là bản beta nên là về lâu về dài thì nếu mà anh em chơi Tab S6 thì anh em nên dùng Hanzo K5 nhé. Nhưng mà bên tại hiện tại bên mình tại Hanzo K5 đang hết rồi nên mà ấy tặng cho anh em Hanzo D4, à cái anh khách này Hanzo D4 thì tương lai con Hanzo K5 về thì bên mình sẽ báo lại, anh khách còn muốn đổi thì bên mình sẽ đổi cho anh em nhé. Đó, đổi sang cái con Hanzo K5 này chơi nó sẽ ok hơn nhé. Rồi anh em có thể nhìn thấy nhá, à, ok chưa, đồ đẹp thế này này, M4 băng này, xong là cái súng gì mà vàng vàng đỏ đỏ này, em nhé, súng này này, ui sổi ôi đẹp thế nhá, là đồ xịn thôi, ui sổi bao giờ mình mới có tiền mua cái nick mà xịn thế này em nhỉ, bỏ mười mấy triệu ra mua bộ phụ kiện xong rồi làm quà xịn vãi cướp luôn. Đó anh em nhìn thấy đồ họa thì gần như là mắc đồ họa hiện tại bây giờ rồi, hiện tại mắc đồ họa hiện tại bây giờ rồi, không một cái gì để mắc nữa cả, đẹp cực sự luôn, chơi game rất là phê luôn em nhé. Đấy anh em nhìn này, mượt thực sự luôn nhá, mượt rất mượt luôn. Đây vào một trận 4-4 mình sẽ test cho anh em nhé. Đây mình test trên cái loa ngoài con này luôn, loa ngoài thực sự cái loa ngoài con này là nó có 4 loa, hai loa ở đây, hai loa ở đây, nó nghe nó phải gọi là cực kỳ đã luôn. Đây mình sẽ test một trận 4-4 cho anh em xem nhá. Đây ở đây anh khách có súng gì đây, mình sẽ lấy khẩu AK đây nha. Ôi anh khách chơi mày AK cúc 6 cơ, thế ai chơi, mày bắn check dog thôi ông ơi. Rồi ok, mình sẽ đổi sang AK check dog anh em nhé. Rồi vào một trận 4-4 mình test luôn cho anh em này. Đây knock in for tap ok. Có anh khách anh ấy vào rồi anh em, anh khách anh ấy vào chơi game rồi. Mình sẽ vào lại nhé, knock in lại đi. Đấy anh khách anh lại vào mất rồi, mình đang dùng mà anh lại vào mất rồi anh em ạ. Đây anh em để mà con này thì anh em chỉ cần mắc phím một lần duy nhất thôi, thì tí mình sẽ demo mắc phím chi tiết hơn, còn mắc phím mặc định của Hanzo thì anh em dùng nó cũng ok thôi. Đấy thì anh em đợi chút mình sẽ đăng nhập lại nhé để mình chơi đi. Đấy anh khách thì anh thông cảm giúp em nha, em đang làm video test các thứ nên là anh thông cảm giúp em để em vào em test một trận xem. Anh nhá, ok anh em, ở đây mình đã vào một trận 4-4 rồi em nhé. Ở đâu cái răng cưa không nhỉ? Đây mình sẽ copy phần sang nhá. Rồi ok. Rồi anh em nhìn đồ họa đẹp cực kỳ luôn đúng không? Mic của ông kia ồn quá anh em ạ. Mic ồn thực sự luôn. Thì coi mù mắt đây là anh em ạ. À đây mình chưa bật kìm tâm, quên mất đấy, mình chưa bật kìm tâm và ra bắn nó khó quá. Ok mình đã bật kìm tâm rồi anh em nhé, chưa bật kìm tâm và ra bắn khó quá anh em ạ, với là không có lót chuột đấy, rồi cứ kiểu gì ấy. Đấy nick của anh khách thì kiểu cái xuất tinh mình cũng chưa quên làm anh ạ, anh em thấy chưa, bật kìm tâm nên nó khác bọt chưa. Ui hú đây, hú đây anh em ạ. Đạn rồi anh em ơi, hết đạn rồi, hết đạn rồi, hết đạn rồi. Hết đạn rồi.
Rồi bắn chết đi. Bật đảo tụ táp lên nhá. Đó, mẹ. Rất ok anh em nhá. Mọi người xào táp ghê chưa? Đây, trên này có người anh em nhá. Trên đây này. Trên này nhảy lên cái có người nè. Đây này. Ghê chưa anh em? 8M16 có vẻ là như thánh luôn. Hình mạnh hết đạn. Rồi, tắt lên 2 đi nhá. Đây, sẽ lên đây luôn. Đấy, em thấy thì bắn con này M16 AK các thứ bắn ok hết anh em nhá. Để chưa, kìm tâm, mình bật kìm tâm lên nó khắc bọt cho anh em. Máy bắt đầu hơi ngáo thôi. Hết sót em ạ. Ui sợt. Bắn này chết con nhà người ta. Ok phết đấy. Múa vì chúng tôi nhỉ, đúng không em? À, mình còn chưa có lót chuột anh em nhé, có lót chuột bắn gì này trên bên mình ngay, còn ông nữa trên đây này. Ủa, nó nhấp nhảy anh em ạ, không chơi được. No mercy. Reloading. Nhanh quá. Đây mình đây, nó đến lúc nào rồi anh em ạ? Bây giờ đã đến lúc nào rồi, mẹ sợ thật sự luôn. Ông thần nào mà bắn vào 16 rồi. Nào ra làm tí nào bạn ơi. Mình biết rồi, cảnh giác rồi, bạn làm sao ăn được mình. Em thấy chơi ok không? Mẹ đều chết kìa. Tài đỏ thế. Anh em thấy chết chơi ok không? Đúng nick của anh khách. Rất VIP luôn. Đồ ngon, súng ngon, phụ kiện cũng ngon. Chơi ok luôn anh em ạ. Ui sời ơi. Cứ phải gọi tuyệt cú mèo cái bộ phụ kiện này. Đấy, mình đang chơi phí mặc định nhá. Và không thông qua ứng dụng gì nha. Anh em có thể thấy nha, mình chơi không thông qua bất cứ một ứng dụng cả. Mà anh chơi mình còn mắc phí mặc định luôn. Mà chơi nó rất là ok rồi. Nếu mà anh em tùy chọn tối ưu phím theo cái phong cách của F3 đã chơi còn kinh khủng hơn, bá đạo hơn anh em nhé. Và anh em thấy thì đồ họa chơi rất là ngon luôn, đồ họa gần như là max setting luôn mà chơi cực kỳ mượt anh em nhé. Anh em có thể thấy vừa xem video mình vừa chơi chơi cực kỳ mượt luôn, max setting luôn, một con iPad Android máy tính bảng. Và anh em bật cái mình vừa chỉ ở trong cái tùy chọn đã phát triển thì nó sẽ giúp anh em giảm cái độ gọi là răng cưa hơn rất nhiều. Tuy nó không thể bằng được cái iPad hệ điều hành iOS ấy, nhưng mà so với hệ cái gọi Android ấy, thì nó bật lên cái nó sẽ
giúp chúng ta giảm thiểu cái độ răng cưa đi rất là nhiều ra. Và chơi để mà nói thì so với iOS thì chắc chắn sẽ không bao giờ bằng rồi, nhưng mà chơi thì nó rất là ok nhé, nó không có thua kém nhiều đâu. À, nó chỉ thua kém về cái đồ họa thôi, còn độ mượt thì gần như là nó như nhau em nhé. Rồi và nếu mà anh em không thích sử dụng cái này thì hiện tại là K5 bên mình nó chưa về. K5 thì bình thường là có lỗ cắm tai nghe này, đấy thì bao giờ về bên mình sẽ báo cho anh khách, anh muốn đổi bên mình sẽ đổi cho anh em nhé. Còn nếu không thì anh khách bây giờ dùng tạm cho mình cái cục này. Đấy, cắm tai nghe vào mình chơi thì cũng khá là ok nhé. Sau một hồi mình đã mát phím cho anh khách rồi thì em thấy đây, bán này MK47 em nhé. Đây MK47 em thấy này, thấy chưa, kinh khủng chưa, MK47 cốp 4 nhá. Đây cốp 3 này đó, nghe thấy chưa, cốp 6 cũng có này đó, nghe thấy chưa, MK47 sấy cũng phải thôi rồi nhá, bắn đủ các cốp nhá. Cốp này thích thì không tâm luôn cũng được này, thấy chưa, không tâm này, cốp vào này đó, nghe thấy chưa, sấy cũng phải thôi rồi luôn này. Ôi giời ơi, cốp nào cũng chơi anh em nhé. Đó ok, tiếp tục là AK này, AK cắn chuẩn 3 này, AK cũng chơi này, cốp 3 này, cốp 3 này, cốp 6 này, đó nghe chưa, chơi hết nhá, về cả auto tap cả tìm tâm các thứ mình map cho anh khách này, thực sự là chơi rất là ok luôn. M4 này, M16 này, đây M4 này, đây M16 thì là can chôn 2 F2 và auto tap đây này, để về single này, đây chưa, cốp nhỏ chơi cốp nhỏ này, đó cốp to chơi cốp to này, đó thích để cốp nào đây, nghe chưa, sấy như thánh chưa, ai cốp nào cũng chơi em nhá. Rồi cốp ba, nghe chưa, tắt cốp ba không tâm này, đó thích cốp nào chơi cốp ý anh em nhá. Ở đây là M4 này, ở M4 mình chưa nhặt anh em bạn, đây mình sẽ là mình nhặt M4 nhé, đây anh em để tí này. M4 cũng chơi được nha, M4 thì bắn khẩu này thì quá trời êm rồi anh em ạ. Đây M4 đây, này em nhá, đây nhìn mình M4 này, này không cầm chuột luôn nhá, tay không thèm cầm chuột luôn đó, phụ kiện đây, này M4 này em sấy thoải mái luôn. Đây là cốp 6 zoom chưa, đây cốp 6 thu về nhá, đó M4 này, cốp 3 cũng được này, à cốp 3 này, đó ok này, cốp 3 này, không cốp luôn cũng được này, hiểu chưa, bắn cứ phải gọi là như thánh luôn, đủ các thể loại luôn nhé. Ở đây mình map cho anh khách là căn chôn 1 là M4 này, căn chôn 2 M16, căn chôn 3 là AK, căn chôn 4 là M762 nhé. Đó thì mình map đủ đầy đủ, gần như là đầy đủ, gần như là tất cả các chức năng rồi, anh khách hoàn toàn có thể về chơi. Đấy, binh này em mini sẽ hết này anh, chưa, đấy đầy đủ luôn, đồ các thứ thì thoải mái luôn anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em nhé, xin chào anh em, bye bye nhé. Anh em nhìn thì nó rất là giao diện rất là đẹp đúng không, đó, lần sau anh em chơi cả anh em thoát hẳn game ra, thoát hết luôn ra nhé, rút cả cái này ra này, rút luôn cả cái D4 ra nhé, đó, rút luôn D4, tắt hết đèn đúng không, đấy tắt luôn cả máy tính bảng nhé, đây tắt luôn cả máy tính bảng này em nhé. Đó ok, thì lần sau chơi thì anh em sẽ làm như nào, lần sau chơi thì cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở máy tính bảng, đây là điều chắc chắn rồi đúng không, mở máy tính bảng lên này, cắm cái này vào này, đây, vào game luôn, vài cái game luôn, cái này cắm vào đây, rồi ok, đó, thì lần sau chơi rất đơn giản thôi, thì nó không may nó vào ứng dụng này thì anh em hoàn toàn để thoát ra nhé, hoặc buộc dừng nó đi nhé, đó, buộc dừng nó đi luôn đây, đấy, anh em hoàn toàn buộc dừng nó luôn, không cần phải vào qua ứng dụng luôn em nhé, đó, nó kiểu lúc nãy mình đồng ý là luôn luôn mở cái ứng dụng kia ấy, nên là nó mở cái nó sẽ vào cái ứng dụng luôn. Còn anh em mát phí một lần thôi, lần sau cắm vào phát là chơi thôi, đầy đủ các chức năng các kiểu con đà điểu luôn, ghim tâm ghim tiếc đủ hết anh em nhé, không thiếu một cái gì cả. Đấy vào nãy trận vừa rồi anh em nhé, đó lần sau chơi thì con này rất đơn giản thôi, anh em còn nót chuột nót chiếc bắn biết các thứ nữa thì nó còn bá đạo nữa cơ anh em ạ. Nói chung là con này chơi được, đây nghe chưa, cũng còn đầy đủ kiếm tâm nhé. Đây mình sẽ nắp cốp này, F4 này, nắp cốp vào này, F1 đây này, bật tâm này, nghe chưa, đầy đủ kiếm tâm này, đây nghe chưa, đây mình cho bia cho nó dễ nhìn nhé, đây bật đây này, vào bia này, đấy nghe chưa, kiếm tâm ok chưa, được của nó không, được của nó chứ lại không phải kéo chuột luôn. Cảm ơn tất cả nha, xin chào anh em, bye bye nhé. Em có quan tâm đến những cái bộ combo phụ kiện chơi game full phụ kiện kiểu như thế này, cả máy cả bàn phím cả chuột các thứ, đưa app cho bên mình log in vào, bên mình sẽ map phím các thứ cho anh em, anh em chỉ cần sách về mở lên phát cắm vào phát là chơi, nếu phải làm một cái gì cả bên mình sẽ làm hết cho anh em luôn. Rồi cảm ơn tất cả nha, xin chào anh em, bye bye nhé. Đó mua full bên mình luôn, mang về phát
cắm vào phát, sạc đầy pin phát, chơi luôn, đéo phải làm gì cả, không phải mã phím. Ok luôn anh em nhé. Rồi bye bye anh em.